Ôi rồi. Ok, xin chào tất cả anh em. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Để tôi nhảy tí anh em ạ. 1 2 3 4 5. À ok. Tại tôi tay tôi nó hơi bị sao sao, tôi ấn nó hơi bị chật chật, tôi nhảy lại phát nữa cho an toàn mà. Ok. Thì sau một hồi mà gọi là tôi để mất rất là nhiều công sức để tôi nghiên cứu anh em ạ, xem mà nhà nhủng xây như thế nào. Thế anh em biết tôi rút ra được cái luận này không? Đó là chúng ta thiếu đồ anh em ạ, chúng ta phải có thêm cái gỗ màu đỏ trong địa ngục nữa. Chứ mà có mỗi cái loại gỗ màu xanh này thì xây thiếu đồ quá. Thế nên là bây giờ tôi nghĩ chắc là chúng ta phải đi tìm cái khu rừng màu đỏ đã anh em ạ. Tiện đi khám phá luôn, đào vàng đào vùng luôn đúng không? Và nếu mà được ấy, thì tôi cũng muốn đào thêm một chút đá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi kiếm đồ để xây nhà nha anh em. Ok. Không nói nhiều nữa, đi luôn thôi. Nó hơi lag một chút bởi vì là anh em thông cảm nhé, do tải cái phần mới á, do tải cái phần map mới nó hơi lag. Ấy à, cẩn thận à. Trong này nó có đuốc không ấy anh em nhỉ? Trong này làm gì có cách nào để mình tạo đuốc? À, có. Mình làm được cái lửa trại ấy đúng không? Mình làm được cái lửa trại thì mình phải tạo được đuốc. Ở đâu mình như để làm được cái lửa trại thì mình phải có than. Anh em nhỉ, tôi nhớ là mình phải có than. Đào tí vàng cũng được. Vàng ở trên kia hơi cao. Để tôi lên tôi đào ấy các bạn. Cao quá. Còn không? Hết rồi anh em ạ. Đào xuống. Bây giờ mà tìm được cái bastion của bọn lợn địa ngục nhờ. Thích lắm anh em ạ. Hoặc là fortress. Chung là bây giờ mình cứ phải đi khám phá thêm đã, phải tìm đồ thêm đã. Đi đâu ta? Đây này, nó có đường đi qua bên kia kìa. Tôi đi men men qua. Hôm nay địa ngục có vẻ vẫn đẹp như ngày nào anh em ạ. Ái chà. Cẩn thận anh em ạ. Nói chung là trong địa ngục chúng nó rất là hay làm cái kiểu như vậy nha anh em. À nó kiểu kiểu này đào vàng cái là giờ thì mình rơi xuống dưới luôn này. Thôi để đi, nguy hiểm lắm. Hình cái chỗ này trước rồi tôi từng đến rồi đúng không anh em? Bây giờ phải đi để mà tìm đồ để mà xây nhà này. Bây giờ thì không biết phải đi. À ok. Tôi có ý tưởng rồi, tôi có ý tưởng rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã có ý tưởng rồi. Bây giờ ấy, hình như là mấy hòn đảo xung quanh đây là mình đi hết rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta cần tìm lợn và chúng ta vứt cho nó vàng để nó vứt cho ta cái kháng lửa anh em ạ. Đó. Một khi là mình có cái kháng lửa thì mình sẽ có thể bơi được cái biển lửa đúng không? Từ từ tôi đào lên trên này, tôi xem trên này có cái gì không đấy. Ê. Đá. Đá cũng không còn nhiều anh em ạ. Sau cái này chắc à không, cái này là cái quặng trắng. Ồ. Cái quặng trắng đó à? Cái quặng trắng đó mà dùng để làm nhà thì cũng đẹp đấy nhở. Tôi đang muốn tìm đá cái đào một phát đào đúng cái khu đá luôn này anh em. Xuống đào tí đá anh em nhé.
Ok. Đá này quan trọng lắm anh em ạ. Chúng ta cũng phải cần gọi là có nó để craft đồ này, mà cũng phải cần nó để mình có thể xây nhà nữa, bởi vì là nó cũng giúp cho cái nhà mình đẹp hơn. Ok, bị rơi mất cái cục đá ở dưới kia rồi. Rồi, đào thêm tí nữa nào. Cái đá ba san này cũng có thể là tương lai là mình sẽ cần nó để xây nhà này. Ui, nấm này. Tàn tích. Không biết là bọn cướp đâu. Có vàng ghê ghê đúng không? Đâu tôi nhìn nhầm mày. Nãy là tôi thấy có vàng xung quanh đây ấy, mà đâu ta? Trên trần là cao quá. Mấy anh cướp. Bây giờ phải đi tìm mấy anh cướp. Mấy anh cướp ơi. Ơi. Cái con mới dậy này. Cái con mới dậy này. Chết 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 chết. Ôi xì rồi xì rồi. Bắn đi mày. Đau quá nhở. Ui. Ơ. Sao con lợn kia nó lại đánh tôi nhỉ? Tôi làm gì đâu. Ăn tí đó nào. Ui ơi, sao khó ta. Thôi thà nói anh em ạ. Tôi gà quá tôi không làm được. À, anh lợn này. Lo anh lợn. Anh lợn, anh lợn, anh lợn này. Ôi rồi. Một con nữa à. Thầu quá. Chết. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui rồi đó. Anh em tôi được achievement chưa? Đó. Anh lợn, anh lợn. Này, 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 này. Rồi. Ok. Cất được rồi. Kìa. Ở trong kia kìa anh lợn. Đúng rồi. Anh vứt em thuốc kháng lửa anh ạ. Anh cứ vứt em thuốc kháng lửa thì em vui. Mình có cái tên rồi, bây giờ mình có cái cung tên nữa là mình bắn được. Vứt em thuốc kháng lửa hoặc là obsidian đấy anh. Ơ. Nó vứt tôi cái gì đấy? À, nó vứt tôi cái đó, nó vứt cái tôi cái xô sen. Vứt tôi cái này thì tôi cần phải có đuốc trước cơ mà, đúng không? Tôi vứt hết sạch vàng của nó luôn rồi đấy. Đấy, thì anh vứt cái gì thì anh vứt thì em đào tí vàng ở đây rồi nè. Đào vàng chốc nó lại bắn tôi đấy anh em. Thằng nó láo lắm. Này, em vứt vàng cho anh đấy. Nhặt vàng đi đừng bắn em. Đồ ăn rồi gọi là vô tận anh em ạ. Từ một cục obsidian thì chúng mình cần 8 cục đúng không? À đâu, chúng mình cần 10 cục. Ơ kìa, vàng kìa anh kìa. Anh nhặt thêm rồi anh vứt cho em đi. À, 5 cục cả cho anh đấy. Ok. Rồi. Sách ở đây. Soul Speed à? Ok. Crying Obsidian, ôi cái cục Crying Obsidian này là mình làm được cái chỗ mà mình spawn ấy đúng không nhỉ? Tôi thử xem cái respawn an cho anh làm nào nào. Ô dễ nhỉ, mình chỉ cần thêm tí nữa là mình làm được cái rồi này này. Cái Glowstone này thì thêm một cục Crying Obsidian này. Ô,
Thuốc kháng lửa, thuốc kháng lửa, ngon quá. Cho em cảm ơn anh nhá. Này, đấy, anh đi đi, em giải thoát cho anh đấy. Đi thôi anh em, có thuốc kháng lửa rồi. Bây giờ chúng ta chọn địa điểm sau thì chúng ta bơi qua dung nham thôi. Quan trọng là bây giờ phải chọn được chỗ đã, bởi vì mình ấy là có lợn kia vàng kia. Ấy à, ok. Bơi đâu ta? Chứ mà uống xong rồi thì toàn bơi đi đi lung tung tung thì không ổn anh em ạ. À, cái hòn đảo ở trước của tôi này. Hòn đảo mặc cái đám lợn đuổi tôi này. Xây xây cho an toàn anh em ạ. Chúng mình giờ mà chúng mình cứ nhảy thẳng qua là nó biết đâu được đúng không? Phải an toàn. 5 cục rồi. Cố gắng đào thêm tí vàng để mà. Đó. Anh em thấy tôi chơi trong địa ngục pro không? Tôi chơi ngoài xây nhà hơi gà đúng không? Vào trong này ấy, chơi pro lắm. Có vẻ tôi hợp với địa ngục. Ý là trong game thôi nhá. Nó phải có chỗ nào đó mình chưa đi ấy ta. Chỗ nào đây? Úi rồi. Trên kia à? Để tôi thử trèo lên trên kia. Sao kia là cái chỗ này này? Thế mới lạ. Xây đường qua à, thế nhưng mà ở dưới kia có vàng kìa. Ôi à. Nếu mà mình có táo nhỉ thì mình cũng làm được táo vàng để mình ăn đấy. Mỗi tội là muốn có táo thì mình cần phải vào trong cái fortress. Lên trên kia thì giáp mình còn trâu. Ủa ôi giáp full giáp vàng này, trâu lắm. Khu rừng xanh kìa. Nhưng mà giờ mình không cần rừng xanh lắm. Đảo ở đây có lợn nó đánh mình không? Có đánh mình luôn à? Ơ. Hết sạch vàng luôn rồi. Tôi cũng đào thêm tí nhưng mà đau quá nhở. Ăn đòn. Né trốn trốn. Chết này. Chết này. Thằng ấy trâu quá anh ạ. Sao mà giờ lại có thêm thêm hai con nữa này. Đúng rồi. Hãy bắn bạn mày đi. Chuẩn rồi chuẩn rồi. Để tôi đào ra tôi sửa. À ôi thế mình có nỏ rồi anh em ơi. Ngon quá, ngon quá. Mình đi đâu bây giờ nhỉ? Mình kêu con nấm kìa. Nhưng mà thôi chả cần đâu, mình có nhiều quá rồi anh em ạ. Để tôi thử vượt qua cái khu rừng xanh này xem là mình sẽ tới chỗ nào. Khu rừng xanh có phải là khu mà trước này mình sống không? Kìa, ở đây có biển này, biển dung nham. Thế nhưng mà không biết là nó sẽ đưa mình, có phải là đưa mình tới chỗ mới không, chứ mà đưa mình tới chỗ cũ thì chả cần đâu. Chỗ này chỗ này mới anh em ạ. Chỗ này trông không quen cho lắm. Ồ, tôi nghĩ là chỗ này chỗ mới đấy. Không biết là mình có nên dùng ấy để bơi qua kia không nhỉ? Thì tôi cũng đang hơi 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 băn khoăn.
Bởi vì là mình chỉ có 3 phút thôi đấy anh em. Nếu mà mình mà bơi mà đến kia mà mình chưa chạm bờ ấy là khả năng cao là mình toang đấy. Chắc là tôi phải đi đào thêm tí vàng. Chứ tôi thấy biển có vẻ là nó hơi sâu mà cũng hơi xa. Đào tí vàng đấy anh em ạ. Sao tôi nhìn chỗ này thì quen quen sao anh em ạ thật. Hình như cái respawn anchor của mình ấy, nó ở đâu đó ở đây đi. Hình như là nó cái respawn anchor nó trên đỉnh ấy sao ấy. Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi có cảm giác quen quen. Đâu ta? Đấy. Hello anh. Tôi có dùng cái không thì tôi đào đi được không? Không được anh em ạ. Chúng ta đi một hồi sau đó chúng ta lại trở lại chỗ nhà cũ của chúng ta. Tôi bị lạc đường rồi. Tôi bị lạc thật sự rồi anh em ạ. Tôi rất là muốn bơi thử qua bên kia nhưng mà tôi sợ cái 3 phút này nó ít quá. Cái con gì à không con không phải tôi nhìn nhầm. Đây chúng mình sẽ đi đường này đi anh em ạ. Nếu mà nó mà cho mình cái yên ngựa ấy tốt nhỉ. Cái thằng cướp ấy. Thật sự thì cái bọn cướp này chúng nó chỉ cho mình được một cái gọi là giới hạn đồ thôi anh em, chứ không phải là cái gì thì nó cũng vứt cho mình đâu. Nên là tôi cũng không biết là nó có vứt cho mình yên ngựa không. Có vàng ở đây đúng không? À. Ok. Cố gắng anh em ạ, chúng ta phải cố gắng thoát được khỏi địa ngục. Thoát được khỏi địa ngục và chúng ta sẽ lại sống một cuộc sống yên bình. Thế nhưng mà tôi muốn xây nhà trong địa ngục đấy anh em ạ. Thật ra tôi chưa có dự tính là sẽ thoát luôn đâu. Tôi tính sẽ làm cổng này nhưng mà nói chung là kiểu là nhà của mình nó vẫn là trong địa ngục ấy. Thỉnh thoảng vẫn phải vào trong địa ngục để mình đổi đồ rồi thì mình cất đồ vào trong rương. Tại vì tôi cảm thấy nhà ngoài đời chán quá. Tôi muốn xây nhà trong địa ngục cho vui. Cái này nó gọi là sống yên bình không thích thích sống khổ cái này. Tôi cái vùng có vẻ là vùng mới. Ô kìa có lợn kìa có lợn kìa. Hello anh. Tôi grab cái ấy. Bởi vì là bọn lợn chúng nó không nhận mấy cục vàng nhỏ anh em ạ. Chúng nó nhận cái cục vàng phôi vàng ấy. Chúng nó nhận cái phôi vàng thôi. Khô lắm. 13 cục. Xuống vứt vàng cho anh cái. Ê, anh lợn đi lên trên này rồi em vứt vàng cho anh này. À, vàng anh này. Anh lợn này. Thằng này tham vàng nhưng mà nó cũng gọi là có cái tôi cao lắm anh em ạ. Vứt vàng là phải vứt gần chỗ nó cơ. Cái gì đấy? Nó vứt tôi cái gì ấy? Thế quái nó cầm vàng sao nó. Nó vứt tôi châm thuốc này ngon quá. Đây anh ơi. Xuống cái đấy đi anh ơi. Đúng rồi. Rồi 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 rồi. Nó hút tôi chai nước rỗng gì. Thằng này chôn mình à. Đồ đồ của tôi cũng sắp full rồi. Bây giờ mà nó vứt cho mình thêm mấy cục crank obsidian là ngon đấy. Chúng ta có thể làm được cái hồi sinh.
được 2 cục obsidian này. Chả hiểu cái file chat này nó dùng để làm gì. Để tôi thử xem nó cái công thức nào làm với cái file chat đấy không. Táo vàng. Chả cần cái file chat thôi, các bạn vứt vứt đi. Cái này cũng vứt này, nấm mùng vứt này. Cái lọ thuốc này thì chả có thích sự vứt luôn. Nó cho mình khá là nhiều đá này, ngon chưa đây. Cái nether quartz chả cần đâu. Gravel à? Gravel thì nó có bị rơi rơi đúng không? Thì nó rơi nó xuống cát nên tôi nghĩ không cần đâu. Nhưng mà chung là mình vẫn còn chỗ, mình cứ để gravel thôi, mình vứt gravel luôn chả cần đâu. Hết chưa anh? Hết rồi ấy. Ba lọ luôn, ôi. Mình đã quá gọi là quá là chuẩn bị đầy đủ để mình có thể đi được hoặc qua biển lửa rồi anh em ạ. Thế này là mình không bao giờ sợ chết rồi. Đào tí vàng. Anh lợn anh tránh tránh ra nhá, để em đào nhá. Đâu? Úi chết cha rồi. Thằng lợn này. Thằng lợn này. Thằng lợn này. Chết ngay. Tôi chỉ sợ chốc anh em nó tới thôi. Nhưng mà có vẻ là xung quanh đây không có anh em của nó anh em ạ. Khi nào mình vào cái lâu đài của nó ấy, thì mình mới phải cẩn thận đánh nó một cái là tất cả những con cướp ở trong lâu đài là nó xử mình ấy. Nói. Ô kìa. Kìa là khu rừng đỏ kìa. Ngon quá. Ngon quá anh em ơi. Thế này là mình không cần để bơi qua biển lửa rồi. Thế này thì mình sẽ tạm hoãn cái chuyến bơi qua biển lửa đã nhá. Để tôi xây nhà đã. Sau đó thì chúng ta. Thế cái này tôi đang hơi băn khoăn. Tôi đang hơi băn khoăn là tôi không biết là tôi nên xây nhà gần cái chỗ có cái fortress. Thì và cái bastion của bọn lợn, hay là tôi nên xây nhà ở đây và sau đó thì tôi bơi qua biển lửa để tôi tới cái chỗ đó. Thật ra tôi nghĩ là mình nên xây nhà ở gần mấy cái chỗ đó anh em ạ, ở gần chỗ có fortress và cái chỗ ấy. Thì khi mà mình chết thì mình còn được hồi sinh ở gần đấy chứ đúng không? Nó vẫn chỉ có 5 cục grind thôi à? Rừng xanh và rừng đỏ, hay không? Nó đối diện nhau luôn ấy. Này tôi chuẩn bị được cái achievement là đi đến tất cả mọi nơi ở trong địa ngục này. Tôi vẫn còn một nơi nào tôi chưa đi à? À, hình như là còn cái đầm lầy trong địa ngục. Nó gọi cái gì ấy? Đầm lầy linh hồn hay sao ấy anh em ạ? Chơi game còn chả nhớ tên. Đúng rồi. Cái gì đây? Tôi thật với anh em, thỉnh thoảng tôi cứ bị ngáo hay sao ấy. Kiểu thỉnh thoảng tôi cứ nhìn lung tung rồi tôi nhìn ra được cái fortress. Và trong cái đó thì chả thấy cái fortress đâu. Rồi cũng được khá gỗ rồi nhờ. Anh em tôi sinh tồn trong địa ngục tốt không? Đấy. Có cái respawn ăn cho mình không chết một phát nào luôn. Sao mà cái rừng địa ngục cái đặc biệt đấy. Để tôi xây thử qua đây bên này em nào. Ok. Nhẹ nhàng thôi đúng không? Đẹp nhỉ. Ô tôi nhìn thấy con ấy kìa. Tôi nhìn thấy cái con slam trong địa ngục. À đấy, hello anh.
ăn đòn này, ăn đòn này, ăn đòn phải cẩn thận chứ không lùi xuống xuống lava chết anh em ạ, cẩn thận. À, nó rơi ra cái magma cream kìa, cái magma cream này là nó giúp mình làm thuốc kháng lửa được nha anh em. Chết này. Ui dồi ôi, sao lại coi thêm một con to nữa ở đâu ở đây. Thôi, thế rồi anh em ạ, chúng mình được một magma cream ở đâu rồi. Đào nhanh xong chuẩn thôi. Ui dồi ôi, đau nhở. Ui đau quá nhở. Ui dồi ôi. Đau cả tim phát đấy đấy anh em ạ. Phát đấy là mình mà xuống lửa thì tôi không biết là tôi có nhanh tay mà rút được thuốc lửa ra mà uống không nữa. Chôn mình quá. Giờ mà có ngọc dịch chuyển của con Enderman nhỉ. Bây giờ chắc là tôi lại phải xây cầu tiếp. Anh em tôi pro à, không có nhà, không có cửa, không có nơi nương tựa, nhưng mà gặp quái thì chặt hết à, sửa hết à. Tôi nghĩ là chỗ này là xứng đáng để mình nhảy xuống này. Ơ kìa, không hiểu có lợn từ đâu. Thử nhá, thử nhảy xuống nhá. Boom đó. Mình uống xong rồi mình chả cần giữ đâu. À không không, cứ giữ đi anh ạ, cứ giữ đi. Bởi vì biết đâu sau này chúng ta cái gì ta, chúng ta làm chúng ta có cái bàn chế thuốc ấy đó. Thì chúng ta rất là cần mấy cái chai lọ này để chúng ta có thể chế được thuốc. Giờ mà có giáp kim cương thì tôi xuống tôi có đào cái Ancient Debris luôn ấy. Để qua bên này làm sao. Chung là chúng ta được 3 phút cơ, với cả chúng ta có mấy lọ liền cơ. Đừng lo anh ạ, còn tận 2 lọ cơ. Đi cái này nó hơi bị dịch lên dịch xuống một tí anh em thông cảm nhá. Nó cứ bị nhấp nhô ấy. Hài. Ái chà. Ây à. Cái gì kia? Cái kia trông giống như cái xương nhỉ? À hình như là cái kia chính là cái đầm lầy đấy. Hay là cái biome cuối cùng mà chúng ta chưa đi trong địa ngục đấy. Chúng ta đi đến cái biome đó là chúng ta hoàn thành này. Còn bao nhiêu phút nữa kháng lửa? 1 phút rưỡi nữa cơ, khá lâu. Ấy chà. Đẹp không anh em? Ấy chết cha rồi, bị kẹt à, may quá. Tôi tưởng bị kẹt thật là toang lắm. Bây giờ làm sao mà xây dựng lên nữa? Tôi biết rồi, nó chôn tôi đấy. Này. Đó. Rồi. Đây rồi, tôi đến là cái biome cuối cùng rồi anh em ạ. Đó, hot tourist destination đó. Tôi đã đi được đến tất cả những cái biome trong địa ngục rồi. Skeleton kìa. Còi láo thật. Ăn đòn, ăn đòn. Ăn đòn nè. Xương, mấy cái block xương này là cũng tốt đấy anh em. Sau này tiện xây nhà, nhưng mà thật chả cần xây nhà đâu. Gì đây, thằng ở đây. Thằng nào đâu ấy.
Đau quá nhỉ. Chết rồi. Gậy của tôi đâu ra? Tôi hết gậy rồi anh em ạ. Tôi hết gỗ à? À đâu đâu, tôi còn gỗ chứ. Làm cái rìu. Chắc là mình làm cái kiếm cho chuẩn chỉnh anh em ạ. Rồi. Đó. Nhưng mà mỗi tội là làm cái kiếm vậy thì nó sẽ hơi tốn diện tích. Anh em nhỉ? Đồ ăn nữa, chết cha rồi. Nhiều đồ ăn quá nhở. Mấy cái cung arrow vứt đi. Xương sủng vứt đi. Da bò vứt đi. Chả cần da đâu. Cái gì đây, sao là có hai cục blackstone thừa này, vứt luôn. Cái xương sen nó vứt luôn, chả cần. Mấy cái block này tôi tạo thành vàng nào. Tặng vàng vứt cho anh lợn tiếp. Mở em mấy cổng anh ấy. Anh vứt em obsidian nên em mở cổng. Ấy chả anh lợn. Thế mà nãy tôi tính xử anh lợn đấy. Thật. Ấy ấy đúng rồi anh. Nhặt hạt đi anh. Đậu. Đậu có vẻ lâu. Xuống anh nhặt anh ấy. Nãy nó vứt tôi cái gì ấy. Đấy, ấy thoải mái đi anh á. Có vàng kìa. Thôi cứ để cái lợn đây đi anh em. Chúng ta đi nhặt tí vàng nào. Đấy, chà, có pháo đài không? Bắn tôi tiếp à? Láo thật. Sao mấy thằng này nó chả làm được cái tích sự gì ngoài bắn thôi à? Thằng lợn con này là nó cứ căng này. Nó tha tôi à? Vì sao nó không đuổi tôi nữa này? Ui đông chưa? Ui thôi 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 anh em ạ, thôi anh em ạ. Không vui đâu anh em ạ. Đông vậy là mình đánh bọn nó cái là cả đám ấy nó đánh mình đấy. Có vẻ láo tha tôi rồi. Tôi quay lại cái chỗ anh lợn này của tôi đây. Được 4 cục rồi. Được 4 cục obsidian rồi anh em ạ. Ăn tí nè. Ôi thôi, có làm gì đó đâu. Đấy là con lợn đỏ. Tôi tưởng là mấy anh lợn, mấy anh đánh tôi. Thịt con lợn đỏ không anh em? À, con lợn đỏ chết với các anh cướp rồi anh em ạ. Đâu rồi? Con lợn đỏ đâu? Giết nó luôn đi anh ơi. Giết con lợn đỏ đi các anh cướp ơi. Ôi chết ngay ơi, già. Sao mà các bọn cướp nó khốn thế anh em ạ. Nó lấy hết đồ của tôi, nó để lại cho tôi có mỗi già con lợn. Tôi muốn đi tìm cái for chest ghê. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta có vẻ là phải tạm thời ở đây đã. Thật. Tại vì tôi bây giờ chưa có cái gì cả. Tôi phải vứt em nốt cục Crying Obsidian anh ấy. Trời ơi, cái con lợn con nó cầm rồi chết cha rồi. Bây giờ giết con lợn con là một đám ấy, nó vào nó xử tôi anh em ạ. Tôi mất cục vàng rồi. Magma cream. Thôi rồi, xây nhà cái anh em ạ. Xây nhà đã thì chọn chỗ xây nhà cái nhỉ? Hay là qua đây xây cho nó ngầu. Thì anh em xây nhà trong địa ngục là anh em không nên xây ở trong
cái chỗ đầm lầy nhá, vì đầm lầy là cái nơi nguy hiểm nhất trong địa ngục. Và đến cái khu rừng đỏ này là nơi nguy hiểm thứ nhì trong địa ngục anh em nhá. Đó, đám lợn con, xử đi các anh cướp. Xong rồi đấy, xong bỏ lợn rồi đấy. Để tôi đi đường này em sao? Xây nhà phải xây cho nó cao cao thì cho nó hay một chút chứ đúng không anh em? Chém chứ làm sao? Ái chả đẹp nhỉ? Chúng ta đi một tí nữa, chúng ta tìm chỗ nào xây nhà cho nó hợp lý nghe bạn khổ. Qua không? Ủa ơi, không qua ở đâu quá. Một này, hai này. Tôi gọi là xây tạm cái nhà để gọi là để được chút đồ thôi. Chứ mà quan trọng thì chúng ta vẫn vẫn phải tìm một đường ra ngoài chứ đúng không? Bọn lợn là chúng nó có thể vứt cho mình được ngọc đấy, ngọc, cái ngọc te le đấy, cái ngọc dịch chuyển ấy. Thế nhưng mà chả hiểu sao mà tôi vứt cho chúng mà đống vàng như vậy mà chúng nó không vứt cho tôi một cái ngọc te le nào anh em ạ. Đừng có thằng skeleton nào bắn tao nhá. Skeleton là chúng nó rất là thích nhắm bắn mình ở những cái vị trí nó thốn như vậy đấy anh em. Sunset Valley. Tôi bơi qua biển lửa tiếp đây anh em ạ. Tôi thử tiếp tục bơi qua biển lửa xem là mình có tới chỗ khác không. Cầu mong là mình gặp cái fortress hoặc là cái gì đó. Đồ ăn cái nào. Được cái là cái súp nấm này mình ăn một phát nó hồi tận ba cái đùi gà, nhưng mà mỗi tội đó là nó đói nhanh anh ạ, thì kiểu thì nó đói lại khá là nhanh anh em ạ. Thôi nào, gắt nữa kìa. Thuốc lửa. Đi thôi. Chúng ta còn một cái thuốc cuối cùng. Cầu mong là gặp được cái gì đó. Xa nhỉ, chết cha, xa quá. Xa quá anh em ạ, tôi thấy hơi lo lo. Sao vẫn chưa thấy cái đất liền đâu. Trong này thì không bơi nhanh được. Có vẻ như là dung nham nó dính ấy, anh em ạ, dính nên là mình không có bơi nhanh được. Chết cha, căng quá nhở. Này thì nguy hiểm rồi. À kia kia. Kia rồi. Thấy có đất liền rồi. Không thấy lâu đài. Vẫn không thấy cái lâu đài nào anh em ạ. Anh em có thấy không? Tôi chả thấy quá. Thì là cái lâu đài trong này nó khá là tối ấy, thế mà cái mắt tôi nó khá là mù, kiểu là tôi nhìn thì khá là kém ấy. Nhưng mà thể nào mình cũng có tìm được rồi anh em ạ. Cố gắng.
Mọi sự cố gắng là đều đền đáp mà. Còn bao nhiêu phút nữa hết thuốc này? Còn 1 phút nữa thôi ấy. Cố gắng bơi vào bờ nào. Chúng mình cũng sắp vào bờ rồi. Lấy đá chặn này. Tôi bơi cái này là tôi sẽ nhìn được dưới đáy của cái địa ngục ấy à. Tôi nhìn được dưới đáy biển của cái địa ngục à. Đó, đi lên đi lên lên. Ok. Ok các bạn. Rừng cả. Rừng cây màu xanh. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi phía này, chúng ta không nên qua đấy đâu. Tại vì tôi nhìn cái hòn đảo bên đấy nó có vẻ nhỏ nhỏ. Tôi nghĩ là chắc là nó cũng không có gì nhiều. Rừng xanh tiếp kìa. Lên đào cái cục vàng đã. Rồi. Cũng là khá khá vàng rồi. Anh em bảo tôi có nên xây qua bên kia không? Bên kia là khu rừng. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là tôi sẽ đi lên trên này trước anh em ạ. Biết đâu trên này có fortress đúng không? cố gắng nào. Có gì không? Không thấy gì, nhưng mà tôi chỉ thấy đẹp thôi. Có vàng. Nhưng mà có cướp ở kia đứng canh vàng của tôi kìa. Căng quá. Tôi tính tập này sẽ xây nhà cho anh em đấy, nhưng mà mỗi tội là thiếu đồ sau mình đi mất nhiều thời gian quá. Tôi nghĩ là chúng ta đi thêm một đoạn nữa để xem thử xem có tìm được cái gì không, rồi thì sáng chắc sang buổi thứ ba mới xây nhà rồi anh em ạ. Nhá. Ừ. Tôi là nhà nhủng là tôi đã tính hết là xây như nào rồi. Anh em yên tâm. Ái chàng lợn. À. Có lợn nói tôi đào vàng nó đánh tôi đấy. Đào tí nấm này. Nói chung là mình thấy nấm là mình vẫn vẫn phải đào đây anh ạ, bởi vì là nấm của tôi hết khá là nhanh. Anh em nhìn nấm tôi này nó có 15 thôi. Hết hết khá nhanh. Chả hiểu nổi bọn cướp ở trong này anh em ạ. Mình đào vàng xong anh vứt vàng cho bọn nó mà, chứ mình có lấy cái đâu, thế mà chúng có thấy mình đào vàng thì chúng đánh mình. Tôi đoán chắc là mình cũng được khá khá vàng rồi đấy. Ui nhiều phết rồi anh em ạ. Khá nhiều khá nhiều. Ok anh em nhá. Thì buổi hôm nay thì tôi nghĩ là chắc là tới đây thôi anh em nhá. Xong buổi sau thì chúng ta sẽ cùng xây nhà anh em nhá. Tôi nghĩ là mình sẽ xây nhà ở đâu đó, tôi có thể là trong cái khu rừng xanh kia hoặc là đâu đó, nhưng mà chụp ở gần gần chỗ này thôi. Anh em đừng có lo. Ok. Chào tạm biệt anh em nhé.